Đôi khi, tình yêu Đà Nẵng bắt nguồn từ những góc phố nhỏ, những con đường quen thuộc. Một Đà Nẵng bình dị, hiền hòa nhưng cũng đầy mới lạ hiện lên trên những bức tranh ký họa mà người vẽ lại chẳng phải sinh ra và lớn lên tại thành phố này. Hồ Kim Thạch, chàng họa sĩ trẻ người Hà Nội đã gửi gắm tình yêu Đà Nẵng qua những bức ký họa đầy xúc cảm và tinh tế. Chào mọi người, mình là Thạch. Mình đã vẽ ký họa được 5 năm. Ký họa thì nó rất là ảnh hưởng đến cuộc sống của em khi mà em sống ở Đà Nẵng. Thứ nhất là những cái bức ký họa mà em vẽ ra nó góp phần ở đấy kiếm thêm thu nhập cho em ở trong những năm tháng sinh viên. Cái thứ hai là khi mà em vẽ thì em cảm thấy như kiểu mình đang thiền, mình đang tìm lại bản thân. Sau một khoảng thời gian cũng khá là lâu em sống ở đây thì em cảm thấy Đà Nẵng nó sống rất là nhẹ nhàng, rất là chậm rãi. Nhưng mà nó cũng rất là hiện đại, sôi động. Thường thường thì những bức tranh em vẽ lấy bối cảnh là những cái góc phố cũ kỹ ở Đà Nẵng. Thường thường thì em hay nhận được một câu hỏi là tại sao em không cầm máy ảnh lên mà chụp mà lại phải ngồi vẽ như thế này cho nó mệt. Thì em luôn lặp đi lặp lại một câu trả lời là khi mà em vẽ thì em sẽ cảm nhận được mọi thứ nó rõ ràng hơn và mình có thời gian để mình ngồi lại mình cảm nhận, chứ không như kiểu là cầm máy ảnh, cầm điện thoại lên chụp một cái nó rất là chóng vánh. Khi mà em xem, em chọn một cái góc vẽ thì không đơn giản là em đứng ngắm mà em sẽ đến em giao tiếp với người dân ở xung quanh, là người dân đang đứng ở đó chẳng hạn. Thì em nghe được rất là nhiều câu chuyện thú vị từ đó và cái đó cũng là một cái để nó tăng thêm cái cảm hứng của mình khi mà mình muốn vẽ cái góc đó. Em nghĩ là Đà Nẵng có rất nhiều thứ để em khám phá. Riêng một con đường thôi mình sẽ không thể vẽ hết được. Từ cảm xúc và tình yêu đó, 5 năm học tập và sinh sống tại Đà Nẵng là ngần ấy thời gian Thạch lang thang qua từng con đường góc phố và bắt trọn những khoảnh khắc của đời sống. Ký họa không phải là cách vẽ đặc tả hoàn chỉnh một sự vật mà là phát những nét chính và ghi lại cảm xúc của người vẽ. Với Thạch, ký họa là phải vẽ lại thật nhanh một khoảnh khắc trước khi nó buộc mất thành ký ức. Đúng như tinh thần của ký họa là tinh tế và sâu sắc, mỗi bức tranh của Thạch hiện lên với dấu ấn và phong cách độc đáo, để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc cho người xem. Không biết là mất bao lâu để Thạch có thể hoàn thiện một bức ký họa về Đà Nẵng như thế này? Bình thường những bức như thế này em mất khoảng 30-40 phút. 30-40 phút? Tùy vào độ chi tiết nữa. Rất là, có thể là rất là nhanh đấy. Yeah. Vậy thì cái quá trình quan sát này, từ mình vẽ này và mình sử dụng màu nó nhìn ra như thế nào? Cái quá trình quan sát nó lại lâu hơn quá trình mà em thực hiện vẽ một bức tranh. Bởi vì em phải quan sát rất lâu để mình có thể cảm nhận được một cái gì đó thì mình có thể đưa vào tranh của mình được tốt hơn đấy. Cái quá trình mà em học vẽ ký họa thì nó mất bao lâu để em có thể hoàn thiện được cái kỹ năng của mình và có những cái tác phẩm đẹp như thế? Để mà hoàn thiện kỹ năng về ký họa thì thực ra trước đó em đã học sơ qua về tĩnh vật và tượng ở trường đại học rồi, nên là bước vào bộ môn ký họa nó rất là nhanh, em chỉ mất khoảng tầm 5-6 tháng để hoàn thiện kỹ năng thôi. Còn để vẽ được một tác phẩm nói là đẹp thì nó rất là lâu. Có một điều mà mình rất là thích khi mà xem tranh của Thạch, đó là những cái góc của Đà Nẵng nó rất là quen thuộc thôi, nhưng mà lên tranh thì nó mang một cái màu sắc khá là mới mẻ và cũng có rất là nhiều những cái cảm xúc nữa. Vậy thì không biết nó có xuất phát từ cái tình yêu nào đấy của Thạch dành cho Đà Nẵng không? Thực ra thì những cái góc này em thực ra màu sắc nó sẽ không rực rỡ như này đâu, mà khi mà em đến đây em ngắm nghía nó và em nghe được những câu chuyện của người dân ở đây thì nên mình cảm thấy cảm xúc của mình nó bị dâng lên, nên là em sẽ dùng màu sắc để em cách điệu nó lên. Ví dụ khi mà em đến một địa điểm nào đó và em xin ngồi đó để vẽ thì người ta rất nhiệt tình hỗ trợ mình, người ta còn lấy bàn ghế rồi lấy nước uống cho mình ấy. Rất là nhiệt tình. Với hơn 50 tác phẩm ký họa về Đà Nẵng, Thạch đã cùng những người bạn đam mê ký họa tổ chức các triển lãm nhỏ. Bên cạnh đó, Thạch tặng lại một số bức tranh có giá trị cho Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng để trưng bày lưu giữ. Niềm đam mê với ký họa còn được Thạch lan tỏa đến các bạn sinh viên trong câu lạc bộ của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Hàng tuần, các thành viên sẽ cùng ghé thăm một địa điểm của thành phố, ngắm nghía, quan sát và cho ra đời những bức tranh ký họa về Đà Nẵng. Chàng họa sĩ trẻ cũng ấp ủ hy vọng sớm cho ra mắt tập sách ảnh ký họa đầu tay về Đà Nẵng như một cách để lưu giữ lại những khoảnh khắc cuộc sống. Qua những cái sản phẩm đó thì em mong muốn là truyền tải đến người dân Đà Nẵng nói riêng và người dân Việt Nam nói chung là cái tốc độ đô thị hóa của Việt Nam nó khá là nhanh, nên là những cái góc xưa cũ của thành phố
ngay cả kể của nông thôn thì nó sẽ biến mất rất là nhanh, nên là từ những cái sản phẩm đó em muốn truyền tải một cái thông điệp là mình nên trân trọng và gìn giữ những cái giá trị vốn có của thành phố Việt Nam.